Đơn hàng nhiều món của bạn Đỗ Hương đến từ Hà Nội. Món đầu tiên là hộp đựng bút bằng nhựa có 2 ngăn. Tiếp theo là hộp 12 bút BTS. Một cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Thùng rác mini. Một chiếc ví dài 2 ngăn. Sổ sticker là sao có phong trang. Hộp 6 cây bút mực xanh. Set 25 tấm sticker gấu dâu. Sổ tay học từ vựng. Một cái nhíp gấp sticker. Một hộp băng keo cá nhân. Và cuối cùng là hộp 5 cái cham gắn ba lô. Liam cảm ơn bạn Đỗ Hương đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha.